Nhận định bóng đá Atletico với Chelsea, 3 giờ ngày 24 tháng 2, lượt đi vòng 1/8 Champions League 2020/21, The Blues sẽ hành quân đến Romania để đối đầu với Atletico Madrid trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo, các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn. Bởi rắc rối từ đại dịch Covid-19, Atletico Madrid bị mất lợi thế sân nhà tại vòng 1/8 Champions League. Họ phải tiếp Chelsea trên sân Arenatiorla ở Bucharest, Romania. Có nghĩa là ưu thế sẽ thuộc về đội khách ở trận đấu đêm nay. Về thủ tục, đây vẫn được tính là trận sân nhà của Atletico. Tuy nhiên, nó đã không thể diễn ra tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Lý do vì quy định nhập cảnh từ Anh không cho phép các cầu thủ Chelsea đến xứ bò tóc thời điểm này. Chính vì vậy, trận đấu đã được tổ chức tại Romania, cụ thể là sân vận động Arenatiorla ở thủ đô Bucharest. Đây thực ra không phải là câu chuyện của riêng trận đấu này. Cả hai đội bóng Anh còn lại tại vòng 1/8 Champions League năm nay đều được thi đấu trên sân trung lập cho các trận làm khách. Cụ thể, Man City không hành quân tới Đức cho chuyến làm khách của Mönchengladbach vào đêm mai, mà di chuyển sang Hungary thi đấu. Trong khi đó, Liverpool được đá trên sân Puskas Arena tại thủ đô Budapest của Hungary cho trận lượt đi sân khách với RB Leipzig. Cũng bởi các cầu thủ Anh không thể nhập cảnh vào Đức vì đại dịch Covid-19, rõ ràng, việc không phải hành quân tới xào huyệt đối phương cho các trận làm khách là lợi thế quá lớn dành cho các đội bóng Anh. Liverpool đã tận dụng được lợi thế đó khi đánh bại RB Leipzig với tỷ số 2-0, dù họ đang có phong độ rất tệ. Chính vì vậy, có thể tin Chelsea cũng sẽ có được ưu thế đó trước Atletico. Trước tiên là dù diễn ra trên sân trung lập, song trận đấu vẫn tính là sân nhà của Atletico, tức Chelsea sẽ có được lợi thế từ luật bàn thắng sân khách. Tất nhiên, việc Chelsea không phải thi đấu tại Wanda Metropolitano là lợi thế quan trọng nhất. Ai cũng biết, Atletico mạnh thế nào trên thánh địa này. Họ dù vừa để thua khi tiếp Levante tại La Liga cuối tuần qua, song đây mới là thất bại sân nhà đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Diego Simeone trên mọi đấu trường mùa giải năm nay. Tính riêng tại Champions League, Atletico bất bại cả 13 trận sân nhà gần nhất. May mắn nữa cho Chelsea khi họ bước vào cuộc đại chiến này đúng thời điểm Atletico rơi vào chu kỳ sa sút. Nếu trận đấu diễn ra cách đây một tháng, mọi chuyện sẽ rất khó khăn dành cho đội bóng Anh. Nhưng giờ tình thế đã thay đổi rất nhiều. Atletico không chỉ đang sa sút, mà còn rơi vào tâm trạng hoang mang, bởi họ đang có nguy cơ bị kình địch Real Madrid lội ngược dòng trong cuộc đua vô địch La Liga. Thầy trò huấn luyện viên Simeone mất tới 7 điểm ở 3 vòng La Liga gần nhất, trong đó có trận thua 0-2 trước Levante như đã đề cập ở trên. Để rồi, giờ đây Atletico đã bị Real áp sát phía sau với chỉ 3 điểm ít hơn, đặc biệt còn chuẩn bị bước vào trận Derby Madrid vào đầu tháng tới. Trong khi đó, so với cách đây một tháng, Chelsea lại mạnh hơn rất nhiều. Đúng là Chelsea vừa bị Southampton cầm hòa 1-1 cuối tuần qua. Song thực tế tân huấn luyện viên Thomas Tuchel vẫn duy trì được thành tích bất bại trong cả 5 vòng đầu cầm quân tại Premier League, khi giúp The Blues toàn thắng 4 vòng trước đó. Tính trên mọi đấu trường, Chelsea cũng bất bại cả 7 trận đầu dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia người Đức. Đêm nay, Chelsea sẽ ra sân với lực lượng gần như mạnh nhất. Ngay cả trung vệ kỳ cựu Thiago Silva cũng kịp bình phục chấn thương để thi đấu. Đội khách chỉ gặp hai vấn đề nhỏ khi Kai Havertz và Christian Pulisic vẫn đang đau nhẹ, do đó khả năng thi đấu còn bỏ ngỏ. Trong khi đó, Atletico phải đối đầu Chelsea trong tình trạng tổn thất lực lượng. Trung vệ trụ cột Jose Jimenez vừa gia nhập danh sách vắng mặt bởi chấn thương trong trận thua Levante. Cùng với các bệnh binh Zenit Carrasco, Sime Sosko và Hector Herrera trước đó, Chelsea chắc chắn sẽ giành được lợi thế cho trận lượt về tại London. Ít ra cũng là kết quả hòa có bàn thắng trước Atletico, dự đoán 1-1.